Chào mừng các bạn đã quay trở lại góc bếp của mình ngày hôm nay. Hôm nay gia đình của mình sẽ vào bếp và chia sẻ cái cách làm kem đây ạ. Kem của mình ngày hôm nay là kem sô-cô-la nha. Và những cái trời nóng như thế này thì mình có một cái ly kem mát lạnh và mềm tan trong miệng thì cực kỳ hợp lý phải không ạ? Vì thế nên gia đình của mình đã vào bếp và chia sẻ cái cách làm kem sô-cô-la. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích và muốn tìm một cái cách làm kem sô-cô-la đơn giản tại nhà thì hãy theo dõi cách làm của mình ngày hôm nay đi nào. Và đây là tất cả nguyên liệu gồm có. Đầu tiên mình sử dụng ở đây là 200ml whipping cream, 200ml sữa tươi có đường, 150ml sữa đặc, 35g bột cacao, 50g sô-cô-la. Nếu trường hợp mà mình không thích sô-cô-la thì chúng ta có thể tăng cái lượng cacao lên nhé. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho cái sô-cô-la này mình bẻ nhỏ ra. Sô cô la này là sô cô la có đường bình thường nhé, không cần phải không có phải là sô cô la đắng. Rồi bây giờ thì mình sẽ cho vô đây là sữa tươi. Kế tiếp đó là sữa đặc. Bên cạnh đó thì whipping cream bây giờ thì mình sẽ bỏ vô ngăn mát tủ lạnh để cho cái phần whipping cream này nó trong cái môi trường lạnh ha, tí mình đánh bông cho nó dễ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bỏ lên bếp và mình nấu cho cái hỗn hợp này nó tan ra. Tại do là mình có sử dụng cái sô-cô-la này nên là chúng ta sẽ bỏ lên bếp mình nấu cho cái phần sô-cô-la này đen nó tan ra ha. Nếu trường hợp mà gia đình của mình không có sô-cô-la thì mình cũng có thể làm được bằng cách là mình tăng cái lượng cacao lên ha. Rồi bây giờ thì mình đã thấy nó tan chảy ra rồi nè. Thì mình sẽ tắt bếp luôn. Mình đừng có nấu quá lâu thì cái phần sữa của mình nó không có còn thơm nữa. Đó, mình nhìn cái sô-cô-la nó mềm mới là được rồi. Rồi, sau khi mà mình bỏ ra ngoài thì chúng ta sẽ cho cái bột cacao vô. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành mình đảo đều cho cái phần bột cacao này nó hòa tan ra với sữa. Tại do cái hỗn hợp sữa của mình là hỗn hợp nóng á, nên là mình cho cái bột cacao vô thì nó cũng tan ra. Mình chịu khó mình quấy đều tay ha. Rồi sau khi mà mình để cái hỗn hợp nó tan ra rồi thì chúng ta sẽ để qua một bên ha. Và cái hỗn hợp này nó phải thật nguội. Mình đã để một lúc và cái hỗn hợp sô-cô-la này của mình nó đã nguội rồi đó. Khi mà cái hỗn hợp sô-cô-la này nó nguội thì chúng ta sẽ lấy cái whipping cream ở trong tủ lạnh ra và mình tiến hành mình đánh cho nó bông lên. Lưu ý khi mà mình đánh whipping cream ha, mình phải đánh ở trong môi trường cái whipping cream phải lạnh thì mình đánh nó mới mau bông lên được. Chúng ta sử dụng cái máy đánh trứng mình đánh cho bông lên. Nếu trường hợp mà gia đình của mình không có cái máy đánh trứng thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái phới tay mình đánh cũng được ạ. Mình đánh bằng cái máy đánh trứng thì chỉ cần đánh trong 1-2 phút thôi là cái phần whipping cream này đã bông lên rồi. Rồi bây giờ thì cái phần whipping cream của mình đã bông xốp lên rồi thì chúng ta sẽ tiến hành mình ngưng ha và mình sẽ bỏ vô cái hỗn hợp nước sô-cô-la mà nãy mình nấu. Mình đánh cho cái hỗn hợp nó cái chóp nó đứng như vậy là được rồi. Tại vì mình đánh whipping cream lên như thế này thì sẽ giúp tác dụng giúp cho cái phần kem của mình nó xốp hơn và mềm tan hơn đó ạ. Bây giờ thì mình sẽ bỏ hết vô cái phần sô-cô-la. Nhưng một cái lưu ý nhá, cái sô-cô-la này phải nguội nhá, vì chúng ta mới bỏ cái whipping cream này vô được. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đảo đều cho cái phần sô-cô-la và whipping cream nó hòa quyện vào nhau.
Rồi sau khi mà mình bỏ vô rồi thì chúng ta sẽ đảo, mình sẽ sử dụng cái máy đánh trứng mình đánh lên một lần nữa để cho cái phần whipping cream và cái phần sô-cô-la nó hòa quyện vào, để cho nó mịn hơn đó mà. Rồi sau khi mà mình đã cảm thấy cái hỗn hợp của mình mịn hơn rồi thì chúng ta sẽ bỏ vô một cái khuôn. Nếu trường hợp mà mọi người không có cái khuôn như thế này thì chúng ta cũng có bỏ vô tô cũng được. Sau khi mà mình bỏ vô khuôn rồi thì chúng ta sẽ lấy cái màng bọc thực phẩm mình bọc lại và mình sẽ bỏ vô ngăn đá tủ lạnh ha. Ở đây thì mình sẽ bỏ vô có tầm 8 tiếng thì cái phần kem này của mình nó sẽ đông lại. Đây mình làm buổi tối á, thì sáng ngày hôm sau mình sẽ lấy ra mình ăn thôi. Mình bỏ vô ngăn mát, ngăn đông tủ lạnh nha. Rồi sau 8 tiếng thì cái phần kem của mình đã đông rồi. Mình sẽ bây giờ mình sẽ lấy ra và mình múc ra cho mọi người coi coi cái phần kem của mình có mềm và mịn như mình nói không nha. Nó không có bị dăm đá đâu. Do là nhà mình không có cái đồ lấy kem nên là mình sử dụng cái muỗng này để mình múc lên cho mọi người coi. Mọi người thấy không? Nó không có bị dăm đá ha, mà nó rất là mềm, mềm mịn luôn á. Rồi sau khi mà mình lấy kem ra ngoài cái tô rồi thì chúng ta sẽ rắc lên một ít bột cacao để làm điểm nhấn nhé. Vậy là hôm nay gia đình của mình đã chia sẻ xong cái cách làm kem rồi đó. Nếu mà các anh chị và các bạn cảm thấy thích thì hãy cho mình một like, một đăng ký ủng hộ tinh thần kênh Bút Cùng Vợ nhé. Có những cái góp ý nào thì hãy comment ở dưới để một bạn nội trợ tại gia có thể hoàn chỉnh mình được không ạ. Rồi kênh Bút Cùng Vợ xin chào cả nhà, hẹn cả nhà vào những video tiếp theo nha.